Alo, các vị có nghe rõ không? Rồi, cảm ơn các vị nhiều. Sáng nay mình học tiếp cái bài kinh sẽ chết. Mình đọc trước cái bài kinh sẽ chết, cái kinh số 10. Nó có hai bài liên tục. Nó có hai bài liên tục. Mà tại sao có hai bài nội dung giống nhau? Chỉ có một chút ít thay đổi nhỏ nhỏ thôi, mà ngài Anan ngày cũng phải ngày Anan ngày cũng phải nhắc lại một cách đầy đủ là tại sao. Thì bà hôm tôi có nói rồi, Đức Thế Tôn cả đời ngài từ năm thành đạo cho đến năm Niết Bàn, ngài không có những cái câu nói mà dư, những cái câu nói mà kiểu như là như mình là hôm nay trời nắng, bữa nay trời mưa, bữa nay trời đẹp, rồi chuyện ông A bà B mình nói chung chung cho có vậy đó, nói để làm thành một cái buổi họp mặt vậy đó, kiếm diện để mà nói vậy đó. Thì Đức Thế Tôn không, mà vị chánh đẳng giác á, là cả đời của ngài đó, từ lúc mà ngài ở một mình cho đến cái lúc mà ngài ở giữa một cái đám đông có vô số chư thiên và những loài người bao bao gọi là vây quanh đó. Rồi từ lúc này có nói cái gì đó cho đến lúc này im lặng, tất cả đều là những bài học sống động về chánh pháp cho người ta theo đó mà tu học. Còn mình thì phải nói là tôi không nói đến các bậc thánh, tôi nói người phàm mình á, thì chỉ có cái nội dung mà thuyết giảng hoặc là có những buổi nói, có những cái câu nói đặc biệt về Phật pháp đó, thì đó là những cái mà đáng để người ta nghe, đáng để người ta lưu trữ lại. Chứ còn ngoài ra là trong cái đời sống thường nhật mình á, mình có nhiều cái câu phát biểu mà phải nói là không có đáng để lưu lại, thậm chí không nên lưu lại nữa nha. Còn Đức Thế Tôn thì không có một câu chữ nào của ngài mà không có mang cái nội dung giải thoát hết. Cho nên đây là lý do vì đâu mà ngài Anan khi mà ngài trùng thuật lại Phật ngôn đó, lời của Phật trong suốt mấy chục năm mà ngài làm thủy giả đó, thì ngài không bỏ sót một cái tí ti nào hết đó, là như vậy đó. Đây là cái điểm rất đặc biệt của kinh Phật mà nhiều Phật tử họ ngạc nhiên, họ không hiểu vì đâu mà có những bài kinh trùng có nội dung giống nhau y hệt mà cứ nhắc tới nhắc lui là như vậy nha. Rồi thì trong bài kinh này nè, nó có một cái đoạn mà cái đoạn mà cô giọt mưa của mới vừa post lên á, là ngài dạy rằng một vị tỷ kheo mỗi ngày á, nên là quán niệm cái chết mà sẽ xảy đến cho mình qua những cái suy nghĩ, qua những cái hình ảnh mà chúng ta thấy đó. Trong đó có cái đoạn mà cô vừa post lên á, có cái câu thế này nó có cái câu thế này nè: cơm ta ăn có thể làm cho ta mắc bệnh, mặt có thể khuấy động, đàm có thể khuấy động, các gió như kiếm có thể khuấy động, như vậy có thể làm cho ta mệnh chung. Cái câu này nói theo cái ngôn ngữ mình bây giờ là sao, là ngay trong chuyện ăn uống ta cũng có thể chết, thức ăn thức uống có thể làm cho ta bị chết, những xáo trộn trong cơ thể cũng có thể làm cho ta chết. Miếng ăn miếng nước uống cũng làm cho ta chết, đã đành những cái xáo trộn trong cơ thể đó. Nghĩa là không có cái gì gì mà gọi là không có ai mà chọc phá mình, nó khơi khơi tự nhiên mình ngồi mình cũng có thể lăn đùng ra mình chết, chỉ cần trong cơ thể nó có tí tí xáo trộn gì đó thôi là mình cũng có thể lăn ra mình chết. Nhưng mà trong đó nó có cái câu này nè: như vậy sẽ là chướng ngại cho ta. Cái chướng ngại đây là cái gì? Ngài giải rằng nếu mà ngày nào giây phút nào mà mình chưa phải là thánh nhân từ tu đầu quần trở lên thì cái chết nó có thể gây rắc rối cho chúng ta. Cái trở ngại này nghĩa là rắc rối đó, gây rắc rối cho ta. Rắc rối ở đây có ba. Rắc rối ở đây có nghĩa là chúng ta những cái với những xáo trộn cơ thể đó, nó có thể làm ảnh hưởng đến cái gì ta, ảnh hưởng đến tánh mạng sức khỏe của ta. Tiếng Pali kêu là chi vi tăng ta ra giá. Cô biết cô có tìm được cái đó không, tìm được cái câu đó không? Có ba thứ 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 chướng ngại ở đây. Một là chi bí tâm ra giá, có nghĩa là những cái vấn đề liên hệ về sức khỏe và tánh mạng của mình. Thứ hai đó, để tìm kiếm cái bản Pali ở đây này cho bà con ghi, để coi cô tìm ra không.
Cái thứ hai nó gọi là dĩ mà chúng tôi làm mất thời gian như vậy là bởi vì là giảng là phải có cái chứng minh, nó khổ vậy đó. Giảng là phải có cái chứng minh chứ không mà con biết là ông giảng dựa vào đâu. Cái điểm đặc biệt của cái lớp học này là cái là chúng tôi không hề dám tùy tiện giải thích những cái mà nó hơi kỳ hơi hơi khó hiểu á, là theo ý của mình là không, không dám đó, không dám, không dám, không dám. Mà những cái chỗ này bà con phải giữ lại làm tài liệu, gọi là làm tín vật, mà kể như là cũng làm cái ấn chứng khả tín trong cái chuyện mình học đạo á. Mình không thể học theo cái kiểu mà Một là chi vi tình ta ra giá, hai là samana tham manh ta ra giá. Các vị có thấy không? Một là chi vi tần ta ra giá, tức là cái sức khỏe và cái tánh mạng, sức khỏe và tánh mạng gom chung nha, sức khỏe và tánh mạng, sức khỏe và tánh mạng của ta có thể bị vấn đề, có thể gặp vấn đề. Thứ hai gọi là samana tham á, samana tham á, samana tham manh ta ra giá, có nghĩa là chuyện tu chứng có vấn đề. Vấn đề này nghĩa là bị trở ngại đó, bị trở ngại đó, có nghĩa là ngay bây giờ là mỗi ngày như vậy cái mạng sống của mình có thể bị đe dọa. Mạng sống của mình có thể bị đe dọa, cái chuyện tu hành của mình có thể bị đe dọa là vì đâu? Vì cái chết. Mà cái chết nó đến từ đâu? Từ những cái cớ rất là nhỏ, cái cớ mà mình không có lường được, những cái cớ mà mình không có lường được, mình không có ngờ được. Cho nên là nhớ cái đó, là cái tánh mạng và sức khỏe của mình có thể là bị đe dọa. Thứ hai là cái chuyện tu chứng của mình có thể bị đe dọa. Samana tham á là tu hành, cái samana là sa môn, tham á là pháp, mà samana tham á là sa môn pháp, tức là phạm hạnh. Đó là từ chuyên môn, còn cái từ nôm na là chuyện tu hành nha. Chuyện tu hành của mình có thể gặp vấn đề. Rồi cái thứ ba mới ghê, cái thứ ba đó chính là, thứ ba đó là hậu sự đây, nghĩa thì nghĩa hiểu thì hiểu theo cái nghĩa nghĩa mới, chứ không phải hiểu là nghĩa tiếng Việt nha. Tiếng Việt Nam mình cái chữ hậu sự nó có nghĩa là cái chuyện mà an táng, tang lễ, nói chung là hậu sự. Nhưng mà theo trong kinh á, thì cái chữ mà hậu sự trong kinh điển mình á, cái chuyện mà đằng sau cái chết á, nó mới được gọi là hậu sự. Nó bao gồm cái chuyện là ta sẽ đi về đâu, ta chết như thế nào, mà ta sẽ đi về đâu á, cái đó mới đúng đáng gọi là hậu sự. Còn cái xác chết á, thì không có cái chuyện mà mình lo cho cái xác á, nó phải không đáng để được gọi là việc làm. Ngay cả cái trong kinh Đại Bát Niết Bàn, khi mà Thế Tôn sắp tịch, Ngài đang có hỏi ngài: Bạch Thế Tôn, chúng con tỷ kheo nha, chúng tỷ kheo, chư tỷ kheo, chúng con phải làm gì với cái báo thân của Thế Tôn sau khi ngài không còn nữa? Thì ngài dạy rất rõ là: này anh đang cái chuyện đó đó, hãy để cho cư sĩ nó làm.
để cho cư sĩ họ làm. Còn riêng về các tỷ kheo đó, những người xuất gia đó, những trưởng tử Như Lai đó, thì chỉ có một việc, chỉ có ba việc phải làm thôi. Một là học đạo, hành đạo và hoằng đạo nha, học đạo, hành đạo và hoằng đạo, có nghĩa là học hỏi về về 37 phẩm bồ đề, có nghĩa là tính tấn định tuệ ngũ căn ngũ lực thứ giác chi bát chánh đạo đó, học tập về 37 phẩm bồ đề, hành trì 37 bồ đề và quăng dương 37 phẩm bồ đề. Đó là ba cái chuyện học đạo, hành đạo và hoằng đạo. Chữ đạo ở đây là chỉ cho 37 đó, 37 pháp đó đó nha. Chứ còn mà những chuyện ngoài ra mà ngay cả báo thân của Thế Tôn là bậc đạo sư, là bậc giáo chủ của mình, thì cái đó hãy để cho cư sĩ họ làm. Đó, cái đó điểm đặc biệt á. Thì ở đây cái chữ hậu sự, ở đây cái, có ở đây mình cứ nhớ thế này: nếu ta đột ngột chết lúc này, thì ta sẽ bị, có thể là bị những chướng ngại sau đây, bị những cái trục trặc, những vấn đề sau đây. Thứ nhất là sự đe dọa về tính mạng, nếu mà ta bị bệnh lúc này là bị rắn cắn hay là bị bệnh hoạn, thì thứ nhất tính mạng đe dọa, thứ hai là cái chuyện tu chứng của mình bị đe dọa, và cái thứ ba là cái hậu vận của mình nó bị đe dọa. Cái hậu vận gọi là hậu sự á. Hậu vận hay là hậu sự, tôi đang tìm một chữ Pali đây nè. Ở đây ghi rõ thế này là đây đâu, hậu vận hậu sự. Tiếp theo nữa đó là sắc ganh, có nghĩa là sắc ganh ta ra giá, mắt ganh ta ra giá. Hai cái đó kể thành một, cho nên trong đây mới kể thành ba đó, mới kể chỉ có ba thôi: sắc ganh ta ra giá, có nghĩa là chắc gì rằng việc sanh thiên, sắc giá là cõi trời đó nha, ở đây mình hiểu là sanh thiên, việc sanh thiên của mình có thể bị đe dọa với cái chết bất ngờ. Rồi cái mắt ganh ta ra giá, mắt ganh ta ra giá là cái chuyện mà chứng đạo của mình á, chuyện chứng đạo của mình cũng có thể không còn kịp, chuyện chứng đạo của mình có thể không còn kịp, mắt ganh ta ra giá. Và hai cái đó đó gom chung gọi lại gọi là hậu hậu vận hay là hậu sự nha, hậu sự của mình, nhớ nha. Hai cái, bởi vì nên trong chú giải ghi chỉ có ba thôi, có nghĩa là một là những cái chuyện xảy ra có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe và tánh mạng của mình, gọi là chi với tâm ta ra giá. Thứ hai nữa là samana tham manh ta ra giá, có nghĩa là cái chuyện tu hành của mình nó có thể bị ảnh hưởng. Và cái thứ ba là cái hậu sự của mình có thể bị ảnh hưởng. Hậu sự nó gồm có hai: một là sắc ganh đá ra giá, có nghĩa là cái chuyện sinh thiên, nếu mà mình chưa chứng thánh thì cái chỗ tốt nhất để mình đi về đó vẫn là cõi trời trong thời điểm này nè. Rồi còn nếu mà mình có khả năng chứng thánh thì cái chuyện mình ra đi đột ngột như vậy không biết có kịp cho mình hay chứng đạo hay không, gọi là mắt ganh đá ra giá, nhớ cái đó. Rồi bây giờ mình quay lại cái chánh kinh, mình nói sơ cái qua về kinh khác vì nội dung nó y chang này. Ở đây là chúng ta học đạo, biết tùm lum vấn về các vấn đề giáo lý, mà mình quên một chuyện, đó là bên cạnh vô số cái pháp môn tu tập đó, nó có một cái pháp môn mà mình bắt buộc không thể quên được, cho dù mình có tu cái gì đi nữa, chúng ta có là người xuất gia hay là người cư sĩ, chúng ta có là cái cỡ nào trong đạo ngoài đời, chỉ cần chúng ta còn là phàm thôi nha, còn là phàm thôi, thì có một cái đề mục mà bắt buộc chúng ta phải nhớ mỗi ngày, đó là cái chết, phải nhớ cái này. Đây là chuyện rất là quan trọng, tôi nhắc lại
dù các vị là ai, có cái tầm vóc của cái vai vế như thế nào trong mắt mọi người, chỉ là nhỏ xíu không quan trọng. Và cái quan trọng là các vị có là ai đi nữa, các vị có tu tập pháp môn nào đi nữa nha, thì chỉ thiền quán. Còn nếu mà trong thiền quán thì thọ thân, thọ tâm pháp, và các vị có là ai đi nữa, chỉ cần còn là phàm thì phải luôn luôn nhớ rằng là chỉ một cái trục trặc nhỏ về gọi là sinh học thôi. Ví dụ như là những cái trục trặc từ bên ngoài, bị rắn cắn, bị gió, hoặc là từ bên trong cơ thể của mình một cái xáo trộn nào đó, thì hoàn toàn có thể dẫn tới cái chết đột ngột, bất ngờ, khó lường. Và cái chết đột ngột ấy có thể làm gián đoạn, làm trở ngại ba thứ cho chúng ta. Một là sức khỏe chúng ta có vấn đề, chúng ta không còn tiếp tục khỏe nữa, chúng ta không còn sống được nữa. Hoặc là thứ hai là cái chuyện tu hành của chúng ta bị gián đoạn. Và thứ ba là ra đi đột ngột như vậy đó, thì cái chuyện sinh thiên và cái chuyện chứng đạo coi như bỏ ngỏ. Đó là ba chuyện nhớ nha, đó là rất là quan trọng. Cái này kinh nói chúng ta, tôi nói và nhiều lần, rất nhiều lần tôi có nhấn mạnh điểm này. Tôi nói đời hay đạo không cần biết, mà cái người nào nghĩ nhiều về cái chết đó, là họ sẽ sống khác. Nghĩ nhiều về cái chết sẽ giúp cho người ta sống sống tốt hơn. Còn khi anh sống mà anh không có nghĩ nhiều về cái chết thì cái đời sống của anh rất là đáng ngại, đáng ngại lắm. Bởi vì anh có những cái đam mê, anh có những cái đầu tư, anh những có những cái lo toan mà nó thật sự không cần thiết, và anh sẵn sàng làm bao nhiêu chuyện hại mình hại người, bao nhiêu chuyện vô ích không cần thiết, nhớ nha. Nhưng mà với một người mà sống canh cánh ngày ngày đau đáu với cái chết ha, thì mọi sự của ở họ đó, nó thường ở cái mức cần thiết hơn là dư thừa nha. Cái này rất là quan trọng. Đời sống mình không có bao nhiêu hết mà mình không có biết ưu tiên cho những chuyện cần thiết nhất, mà mình lại bỏ ra quá nhiều thời gian cho cái chuyện rồi bu đó, thì như vậy có phải là cái đáng tiếc hay không? Nhiều lần và rất nhiều lần tôi nói cái sự vô ích trong đời sống của mình nó có nhiều cách thể hiện lắm. Thứ nhất là cái cách ăn nói, mình có nói dư hay không. Tôi nhớ trong buổi giảng đêm qua tại Cali đó, tôi có nói đến chuyện này, tức là mình thích nói dư. Thí dụ như mình nói mình tới không được thì mình nói bữa nay tôi bận, đằng này mình dây dưa, mình giải thích tại sao mình bận. Thật ra đó là trong 100 trường hợp chỉ có 1-2 trường hợp là cái chuyện giải thích đó, nó cần thôi nha, mà 98-97 trường hợp là không có cần. Mà chỉ đó mình bận thì là được rồi, thí dụ như vậy. Mà đằng này cứ dây dưa cho nên là mất thời gian cho mình mà rất mất thời gian cho người. Có rất nhiều lần và nhiều lần khi tôi đứng ở nhà ga, sân ga xe lửa ở châu Âu hoặc là phi trường, tôi thấy kẻ xuôi người ngược, tôi có suy nghĩ chuyện đó. Tôi nghĩ biết bao nhiêu thời gian, công sức, tiền bạc mà nhân loại mỗi ngày đổ ra đó, nếu mà gọi là cho cái thật sự cần thiết thì tôi nghĩ không bao nhiêu hết. Theo một cái thống kê của quốc tế đó, thì người ta nói mỗi ngày thời gian, công sức và tiền bạc nhân loại đổ ra đó, hơn phân nửa là cho cái chuyện không cần thiết. Tôi nhìn những cái dáng người tất tả xuôi ngược trên đường, trên phố, nhà ga, phi trường, tôi phải nói tôi tiếc dữ lắm. Tôi tiếc, ủa là hôm nay tôi nhìn thấy cái sự ngoan ngoãn, gọi là cúc cung tận tụy của dân Bắc Hàn đó đối với lãnh tụ họ, tôi tiếc luôn. Tôi nói trời ơi uổng quá, nếu mà những tấm lòng của giáo dân mà đối với Vatican, tấm lòng của người dân đất Bắc Hàn đối với lãnh tụ, tất cả những cái nguồn lực ấy mà được tận dụng cho cái gì đó thật sự là lợi ích cho nhân loại đó ha, thì hay quá. Còn đằng này á, là bao nhiêu cái niềm tin của Phật tử, của giáo dân Cơ Đốc, của tín đồ Hồi giáo, của dân chúng thật sự gọi là chuyên chế độc tài, bao nhiêu cái sự nguồn lực, bao nhiêu cái nguồn lực đó, bao nhiêu cái gọi là ngoan hiền ấy mà bị tận dụng cho những cái chuyện rất là tào lao. Có nhiều khi không phải tận không được tận dụng mà còn bị bỏ hoa bỏ phế, không có được dòm ngó tới, rất là uổng. Bao nhiêu người Việt Nam, thanh niên Việt Nam, đàn ông Việt Nam sức khỏe trai tráng mà đem đốt cái thời gian ở quán cà phê, ở quán nhậu, ở vũ trường, đem đốt tiền, đốt thời gian, sức khỏe, tánh mạng vào những cuộc đua xe, vào những cái chuyện mà nuôi thú cưng, chim, cá, cảnh, kỳ, nhông, rắn, rít. Mình nhìn một cái đất nước mà người dân họ sống, họ dành quá nhiều thời gian, công sức và tiền bạc cho cái chuyện rùi bu. Tự nhiên nhẹ đó là mình chạnh lòng, còn mà nặng đó là mình hết hồn. Mình nghĩ chết rồi, tương lai đất nước này sẽ đi về đâu khi mà người ta không có ý thức được cái giá trị của từng phút thời gian trên cái đồng hồ nha. Chúng ta không còn nhiều nữa đâu quý vị, thời gian không còn nhiều. Làm ơn sống như thế nào tử tế hơn, thương nhau hơn,
giúp đỡ nhau nhiều hơn, chứ không phải thương nhau để rồi làm khổ nhau, thương nhau để rồi cưu mang nhau trong tim trong lòng, không phải. Mà làm sao mọi người có đóng góp cho người khác nhiều hơn thì thế giới nó đẹp hơn nha. Mà tất cả những chuyện đó chỉ có thể được thực hiện khi mà chúng ta thường trực nhớ về cái chết của mình. Chúng ta phải nhớ rằng chuyện rằng chúng ta không có thời gian nhiều. Bài kinh này sâu lắm, rất là khó, rất là sâu, quan trọng lắm. Rồi bây giờ mình học qua cái kinh tiếp theo. Đọc qua cái kinh tiếp theo là cái kinh gì ta? Kinh niệm chết xong rồi, bây giờ qua tới cái kinh gọi là Samagama. Thì cái kinh này mình đã học rồi, nói chung là một đêm kia có một cái vị trời xuống bạch Phật. Nó nói rằng bạch Thế Tôn, vị tỷ kheo là bị mắc vào ba cái này này, là coi như là đường tu hành coi như xuống dốc, bị thối đọa. Một là tham công tiếc việc, thích bài chuyện để làm những cái chuyện mà không có quan hệ gì đến tu hành giải thoát, thích gọi là thích những công việc tào lao. Thứ hai là thích nói chuyện, thích trao đổi đó, thích tâm sự hàn huyên, thích trò chuyện hí luận vô ích, hí luận và phím luận. Tôi nhắc lại, thứ nhất đó là thích bài chuyện để làm những cái chuyện mà không có liên quan đến tu hành giải thoát. Thứ hai nữa là thích trò chuyện, thích nói nhiều, thích tìm người để trao đổi chia sẻ tào lao. Thứ ba nữa là thích an dưỡng ngủ nghỉ. Ngài nói một tỷ kheo mà dính vào ba cái này nè là coi như là chắc chắn là thối đọa lui sụp, không có đi xa được. Mình học rồi thì buổi sáng hôm sau khi mà ngài gặp Chư Tăng á, ngài mới kể lại đêm rồi đêm qua có một vị trời xuống gặp ta và thưa với ta như vậy, ta đã gọi là chấp nhận là ông ta nói đúng. Nhưng mà này các tỳ kheo, ngoài cái ba pháp đó ra nó còn thêm ba cái pháp nữa cũng có một cái tác dụng nguy hại như vậy cho cái đời sống tu tập của một tỳ kheo nha. Với ngài nói rằng ba pháp đó là đúng rồi, không có sai, nhưng mà phải nếu mà nói thêm nữa thì nó tốt hơn. Đó là ngài nói là bên cạnh cái chuyện mà thích bài chuyện để làm, thích nói năng trao đổi tâm sự một cách vô ích, thứ ba đó là thích an dưỡng ngủ nghỉ, thì nó còn ba cái nữa, đó là thích tụ hội, thích đàn đúm. Thứ ba nữa là khó dạy. Cái chữ ác ngôn ở đây đó, có ác vậy đó, ác ngôn ở đây là dịch sát từ bản Hán 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 Việt, bản Hán Tạng. Bản Hán Tạng thì họ dịch chữ đú, đú có nghĩa là khó, là xấu, là vụng về. Còn cái chữ quá chá đây là nói năng, thì họ dịch là đô quá chá sát ta, nó có nghĩa là ác ngôn, nhưng mà thật ra chữ này nghĩa là cứng đầu, khó dạy, nhớ nha, là bạn ghi dùng cái này. À, cho nên người nói có ba cái pháp nữa mà khiến cho một tỷ kheo bị thối đọa, đó là một là ưa thích tụ họp một cách vô ích, tụ họp một cách là đúng đắn, là tụ họp theo tinh thần chánh pháp. Mà tụ họp theo tinh thần chánh pháp thì chỉ có hai việc để làm: một là cùng nhau im lặng để thiền định, hai là cùng nhau đàm luận chánh pháp. Hay nói cách khác, gặp gỡ nhau chỉ có hai việc: một là im lặng theo chánh pháp và nói năng theo chánh pháp. Chỉ có hai cái điều này, không có điều thứ ba nha. Chỉ có hai điều, khi mà cái người mà con Phật mà gặp nhau á, thì chỉ có hai việc là im lặng theo tinh thần chánh pháp và nói năng theo tinh thần chánh pháp, còn ngoài ra là đều tào lao hết nha, tào lao hết. Cho nên ở đây vị tỳ kheo là có dính vào ba cái này là cái như đời tu đi xuống: một là thích tụ họp, thứ hai là cứng đầu khó dạy. Ở trong chú giải các vị hỏi tôi chú giải nào, ở trong chú giải kinh mình đang học thì không có nói tới, bởi vì đã giải cái chữ này đã giải thích rồi, đã giải thích rồi ở bên 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 trường bộ kinh á, trường bộ kinh cái bài phúng tụng đã giải thích rồi. Cho nên là ở đây tôi chỉ nhắc lại thôi: một là tỷ kheo thích đám đông, hai là cứng đầu, có nghĩa là sao, cái chuyện người ta kêu mình nên làm á thì mình không làm, chuyện người ta kêu mình đừng có làm á thì mình lại làm, đó gọi là cứng đầu. Rồi thêm nữa cái gì trong chú giải ghi rõ: mình không chịu nổi những cái lời giáo huấn mà nó khô khan khó hiểu, thế là mình cứ quay về với cái con người cũ của mình để mình sống cho nó khỏe, cho nó thoải mái. À, ví dụ như mình thích tích lũy, bây giờ nó kêu buồn. À, mình thích cái này cái kia, người ta kêu mình nhàm chán. À,
mình quan tâm đến cái này cái kia, người ta kêu mình buông bỏ, mình không chịu làm theo, bởi vì đó là những cái đề tài, những cái lời khuyên nó quá khô khan, nó không có vừa sức với mình. Mà trong khi đó mình cầu đạo giải thoát thì mình phải thấy rằng giống như mình là người bị bệnh vậy đó, tức là đã là thuốc thì khó uống cách mấy cũng phải nuốt, khó ăn cách mấy cũng phải nuốt, thích cách mấy cũng phải kiêng, ví dụ như vậy, thích cách mấy cũng phải kiêng, mà đắng hôi cách mấy cũng phải ăn, bởi vì bệnh mà. Còn đằng này một người tu hành xuất gia mà không có hiểu được nguyên tắc này thì coi như được gọi là cứng đầu hay là khó dạy nha. Và cái cuối cùng đó là cái gì ta, là ác bạn hữu, có nghĩa là chơi với bạn xấu đó. Bởi vì đời tu của mình, hễ mình còn phàm á thì ngoài cái này cần nghe kỹ nè, hễ mình còn phàm á thì ngoài cái phiền não tự thân, phiền não của chính mình đó, thì chúng ta còn có một cái nguồn sống nữa, đó là thiên hạ từ bên ngoài, trong đó gồm có minh sư thiện hữu và tà sư ác hữu. Nhớ nha, mà các vị biết rồi, mỗi người trong chúng ta, mỗi người trong chúng ta, các vị còn nghe không, còn nghe không? Rồi, mỗi người trong chúng ta đó, trong từng ngày 24 giờ đó, thì coi như là tâm ác ở nhiều tâm thiện. Tôi nói hoài cái câu này, mỗi người trong chúng ta đó, trong từng ngày đó, trong từng giờ đó, tâm ác nhiều tâm thiện, cho nên từ đó suy ra, nếu mỗi người mà giây phút ác nhiều hơn phút thiện thì có nghĩa là mình bước ra khỏi phòng đó thì người xấu nhiều hơn người tốt. Cái chuyện là chuyện rất là khoa học, rất là toán, rất là khoa học, đó là rất dễ hiểu. Chính vì mỗi người á, trong đời sống mỗi người cái ác nó nhiều hơn cái thiện, cho nên trong cái biển thiên hạ đó, cái người xấu luôn luôn nó nhiều hơn người ác. Cái phần này rất là quan trọng. Cho nên nếu chúng ta mà sơ ý một chút thôi, đó là chúng ta sẽ gặp tà sư ác hữu, là như vậy chúng ta chỉ có chết thôi. Mà tôi nhắc lại, đừng có bao giờ kiêu ngạo nói rằng tôi có bản lãnh, tôi có khả năng độc lập, tôi không bị lây nhiễm ai. Cái đó là một câu nói rất là bậy. Chỉ có thánh nhân mới có quyền nói như vậy, chỉ có thánh nhân mới có tư cách để nói cái câu là không bị lây nhiễm. Còn phàm phu, bữa hôm tôi nhớ tôi có nói bà con mình ở gần cái người tào lao đó, nó có hai cái tình trạng mà mình bắt buộc phải dính. Thứ nhất là lây nhiễm để trở thành giống họ, thứ hai là mình không đồng ý họ, nhưng mà chính vì mình không đồng ý đó, mình sẽ sống trong cái tâm thức đối kháng. Mà khi mình sống trong tâm thức đối kháng nè, là mình bản thân cái sự đối kháng, thái độ đối kháng đã là một cái bất thiện. Tới ngày mình cứ bực mình, mà bực mình nó có nhiều kiểu, bực mình là giấu trong bụng, hoặc bực mình đi nói tầm lum, rồi đưa cái bực mình nó vào đời sống rồi đó. Giờ mình không có làm cái chuyện đó, nhưng bây giờ để đối kháng, để lên tiếng, để dằn mặt cái người kia, để cho người kia hiểu được họ sai rồi, chúng ta sẽ nói, sẽ làm nhiều cái điều mà đó giờ mình không có làm, và thật sự nó cũng không cần thiết nữa nha. Cho nên gần cái người xấu nó có hai cái họa, một là mình trở thành giống họ quá tệ ha, còn cái thứ hai thì nó không có tệ bằng nhưng mà nó cũng không nên, nó là phải thường trực sống trong tâm thức đối kháng. Cái đó là cái rất là không nên. Nó đây là một cái gì mà vô cùng dễ hiểu, vô cùng dễ hiểu. Cho nên mình không có lợi gì khi mình sống gần người bất thiện hết. Có thể người ta giáo giáo lý hơn mình, có thể người ta thất niệm, người ta không tu học, giới hạnh người ta không bằng mình, bố thí không bằng mình, thiền định không bằng mình, đúng, có thể có. Nhưng mà đó, họ có cái khuynh hướng của cái người cầu tiến hướng thượng thì người đó mình có thể ở gần mặc dù họ thua mình. Nhớ cái chỗ này, chứ có nhiều người họ thắc mắc, họ nói trong kinh nó đừng sống với người kém hơn mình, đừng sống gần với người kém hơn, như vậy thì mình đâu có giúp được ai. Cái đó họ hiểu sai. Cái người đó có thể thiện pháp mà kém hơn mình, nhưng mà họ có cái ý hướng cầu tiến và hướng thượng nha, thì họ đã là bạn lành của mình rồi. Và khi họ là bạn lành đó, thì chỉ ở gần nhau là rất là ok, không có gì thắc mắc hết nha. Nhớ cái đó nha. Họ thua mình thiệt đó, nhưng mà mình nhìn nhìn cái e của họ là mình biết người này có thể có tiến bộ, có tiến bộ, người này có thể chỉnh sửa, người này có thể tô đắp vun bồi được, người này gọi là còn có hy vọng nhé. Còn một vị tỷ kheo mà mắc vào ba cái này là coi như ngóc đầu không lên. Một là coi như là một đó là mình mới vào học đó, gọi là thích, gọi là gần gũi bạn xấu nè, rồi cứng đầu nè, thích tụ họp đám đông nè, và nghe qua thì không có gì, nhưng thật sự cái chuyện này rất là phổ biến nha, rất là phổ biến.
tức là có nhiều vị không chịu nổi. Ở đây tôi sẵn nói luôn, ở đây không có nói chư tăng thì kheo không, mà nói luôn cả cư sĩ nữa, 90% chúng ta là sợ cô đơn. 90% trong chúng ta nó miệng thì nói cô đơn, nhưng mà nếu có dịp mà sáp vô thành một bè một nhóm một băng ấy, là chúng ta làm liền. Bởi vì ai cũng thích danh, thích lợi, thích tình cảm hết á, ai cũng thích người khác ngưỡng mộ yêu thương quý mến mình hết á. Sống một mình thì làm sao cái thích đó nó có chỗ để mà nó phát tác được nha. Cho nên là ai cũng thích tụ năm tụ ba để làm chi, để bớt bớt đi cảm giác lạnh lẽo cô đơn trống vắng quạnh hiu, rồi theo nữa là muốn được yêu thương và muốn được người ta kính trọng nể phục ngưỡng mộ. Đó là cái rất là bậy. Nói thật nha, ngay cả cái quả thánh đó, cũng chỉ là một cái đoạn, một cái giai đoạn phải đạt đến của một người tu hành đàng hoàng, chỉ vậy thôi. Chứ còn mình, tôi ví dụ cái chuyện này không bao giờ xảy ra, tôi chỉ ví dụ thôi. Cho dầu chúng ta có đắc thánh thì cái chuyện đắc đó nó không không có đáng để mà mình phải kiêu ngạo nữa. Bởi vì xưa giờ mình bệnh, bây giờ uống thuốc đúng này đúng thuốc hết bệnh, chỉ vậy thôi, chứ có gì đâu mà kiêu ngạo nha. Đó một chuyện. Chuyện thứ hai, nó trong bài giảng cách đây 2 hôm ở tại Cali, tôi có nói cái vị em viết nhanh tay viết giùm tôi, cái người mà không có biết đạo đó, cái người mà không biết đạo đó, là tu hành đối với họ là nó là một cái hành trình mà gọi là getting, taking và having, có nghĩa là thu gom sở hữu. À, còn đối với cái người mà tu đúng đó, à, thì chỉ là looking, seeing và coming. Ghi giùm tôi cái đó đi. À, nó khác nhau nhiều lắm. Tức là cái hành trình tu đúng nó chỉ là đến để nhìn, là nhìn để thấy, và chứng đạo chỉ có nghĩa là đến nơi. Nó khác nhau. À, đúng, tu đúng là looking, seeing và coming, hoặc là arriving hoặc là reaching. Công ty đó là cái người tu sai đó, là taking, getting và having. Họ tu bằng cái ý niệm đó, tức là lấy mua lấy cái này chụp cái kia ôm cái nọ, và họ theo họ đó là khi chứng thánh, có nghĩa là có được cái gì đó, sở hữu được cái gì đó. À, trong khi nói cho đúng đó, thì tu hành đó là looking, tức là nhìn. Giác ngộ là gì? Giác ngộ chỉ là seeing. À, cứu cánh niết bàn chỉ là coming, chỉ vậy thôi, không có cái gì để mà mình tự hào tự đắc hết. À, mà đằng này á, là khi mình hiểu sai đó, là mình tu bằng cái tâm trạng của một cái người mình tôi gọi là đi thu lượm ve chai đó, thu gom ve chai đó, thì khổ vô cùng nha. Ok, bây giờ mình qua cái kinh khác. Qua kinh khác, tại vì biết qua Cali nó cách bên Florida là 3 tiếng đồng hồ. Bên Florida nó là 8 giờ chúng tôi mới dạng, bên đây là 5 giờ sáng mới dạng. Mà cứ đổi giờ cái này chắc chắn là sống không nổi. Sống nổi bên 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 châu Âu, bên châu Âu nó đi trước bên bên Florida 6 tiếng. À, rồi cái Florida đi trước Cali 3 tiếng, mà cứ đổi liên tục, đổi liên tục. Khi mà quen được Cali thì chúng tôi phải quay về Florida, mà quen được với Florida là chúng tôi phải trở về châu Âu, mà quen được với châu Âu là chúng tôi phải trở về châu Á và Úc. Nó phiền như vậy, cái tình hình này không sống rồi. Đó cũng là một cái bất thiện với cái chuyện mà mình đi nhiều quá, cũng là chuyện không có nên. Dạ rồi. Hay chỉ có mình rồi. Như vậy thì chúng ta học được bài kinh vừa rồi là lời 6 cái pháp thối đọa của một một người tu, không riêng tỷ kheo nha, không riêng tỷ kheo, không riêng người xuất gia, mà là tất cả những người học Phật, tin Phật, tu Phật, à, đều phải gọi là ghi nhớ 6 cái điều này. Không có thích nói bài chuyện để làm, không có thích nói chuyện nhiều, không có thích ăn nhiều ngủ nghỉ, không có thích tụ họp đàn đúm, không có gọi là thích là phím luận, không có khó cứng đầu khó dạy, và không có giao du với bạn xấu. À, nhớ cái đó. Rồi tiếp theo là kinh sợ hãi.
Tiếp theo cũng là kinh không thối đọa. Kinh tiếp theo cũng là kinh không thối đọa, nhắc lại cái nội dung y chang như vậy nha. Kinh thối đọa đây cũng nhắc lại nội dung như vậy, y chang luôn, không khác một dấu phẩy. Bây giờ tiếp theo đó là mình học về kinh sợ hãi. Kinh sợ hãi này đó được nằm ở trong cái nhóm sáu pháp. Bởi vì sao? Là bởi vì ngài đưa ra sáu cái hình ảnh. À, mà ở đây mình không có cần phải bận tâm nhiều. Nói vậy không phải là tôi coi thường lời Phật không phải, nhưng mà bởi vì đó là những cái từ gần như là đồng nghĩa. Mà cái nội dung chính của kinh sợ hãi này là gì? Đó là ngày dạy cái điều mà chúng tôi đã nhấn mạnh rất là nhiều lần ở trong kinh này, đó là toàn bộ cái cuộc tu của chúng ta đó có hai cách hiểu. Toàn bộ cuộc tu của chúng ta có hai cách hiểu, có hai cách nói, có hai cái cách nói. Một, tu có nghĩa là lánh ác hành thiện nha, lánh ác hành thiện. Tức có nghĩa là bỏ cái này mà đi đi thu gom cái kia, lìa bỏ cái này mà thu gom cái kia, đó là một cách nói. Nhưng mà còn có một cách nói thứ hai nữa, tu tập giác ngộ đó là một cái hành trình buông bỏ đó. Các vị ghi giùm tôi, thứ hai đó, cái số hai đó là tu tập là một hành trình buông bỏ. Buông bỏ cái gì? Phải bỏ năm dục thì mới có thể chứng định. Ghi giùm tôi cái này, phải bỏ các dục á thì mới chứng định. Cái câu này, cái này ai học A Tỳ Đàm là bắt buộc phải biết cái này rồi. Mà phải gọi là không đam mê trong định á, thì trong thiền định và thần thông á, thì mới có thể tu quán được. Không có đam mê trong thiền định thần thông á, thì mới có thể tu quán được. Ở trong room này có nhiều người họ nghe cái này, họ có lẽ họ không hiểu tại sao mà thiền định mình không nên đam mê. Các vị có biết không, người không có biết đạo đó họ tưởng rằng cái chuyện ăn uống rồi trai gái sung sướng đó là số 1, nhưng mà họ không có biết được một chuyện lạ lùng kỳ quái này. Cái hạnh phúc mà có được từ năm dục nó không có bằng một góc so với hạnh phúc của người ly dục. Vì sao vậy? Vì để có được những cái thứ dục lạc để mình hưởng đó, mình phải trả một cái giá rất là đắt, máu và lệ để đổ ra. Rồi thứ hai nữa là sao ta, cái thời gian mà hưởng dục đó, nó rất là ngắn hạn, cho nên mình phải dùng cái đam mê này nó tiếp nối, nó đắp đổi cho cái niềm đam mê kia vốn dĩ rất là ngắn hạn. Thí dụ như quý, như ăn ngon thì quý vị đẩy cho tôi một hơi trong vòng 15 phút là cái bụng nó gọi là nó căng cứng rồi ăn á. Rồi còn bao nhiêu chuyện khác, nam nữ tình cảm cái gì đi nữa, là nó cũng phải là sự lắp ráp của nhiều lúc, nhiều lần ngắn ngủi, chứ nó không có được như thiền định nha. Thiền định người ta có thể liên tục an lạc trong 1 tiếng, 2 tiếng, 5 tiếng, 8 tiếng, 10 tiếng, 1 ngày, 2 ngày, 5 ngày, 7 ngày, đó nó khác nhau cái đó. Còn cái dục thì không, cái đời sống dục lạc là nó gắn liền với sự bất mãn. Hưởng dục là nó sẽ gắn liền với cái sự khó chịu, bực bội, chán nản, chán chường, ê chề nha. Đó, cho nên cái chuyện đầu tiên là anh phải ly dục, anh mới chứng định. Và khi anh mà anh chứng định rồi đó, mà anh chìm sâu trong đó thì anh không thể đi xa được, mà anh phải lấy cái định mà anh có đó làm cái nền để anh tu tuệ. Bởi vì giới năng sinh định, định năng sinh tuệ mà. Thì anh phải lấy cái tâm mà có thiền đó để mà anh lấy nó làm cái nền, để anh quán chiếu, để thấy rằng các dục mình bỏ từ lâu rồi, còn qua tới các cái tầng thiền nó hiện giờ mình đang có, tất cả đều là vô ngã vô thường, do duyên mà có rồi phải mất. Bây giờ mà mình tiếp tục sanh tử bằng cái mớ thiền này nè, về cõi Phạm Thiên sống hết tuổi thọ cũng rớt xuống dục giới, và từ đó mọi sự như cũ. Quán như vậy đó mới mới thấy buông được. Chứ còn cái hạnh phúc của dục là trước đây mình đã buông rồi thì mình mới đắc thiền. Mà nếu bây giờ mà mình ngồi được 1 2 tiếng mình thấy phê quá, mình không có gọi là quán chiếu cái tánh sanh diệt của những gì mình đang có, những gì mình đang sống trong đó, thì không thể đi xa được. Cái này rất là quan trọng. Tôi nhắc lại, chúng sanh hạ căn tầm thường thấp kém thì chìm sâu trong năm dục, chúng sanh mà cao cấp hơn thì chìm sâu ở trong thiền định. Mà trong khi đó họ đang hoang phí một cơ hội rất là lớn, đó là với cái tâm tư, với trình độ tâm thức của một cái người chứng thiền đó, nếu mà họ chuyển và họ tu tới thượng xứ là nó ngon lành gấp ngàn lần nha, gấp ngàn lần. Cho nên tu hành là một hành trình buông bỏ. Trước hết anh phải bỏ dục, anh mới chứng định.
Thứ hai nữa là anh phải buông định. Buông ở đây có nghĩa là không có mê đó, chứ không phải buông ở đây có nghĩa là làm cho mất thiền. Nhớ nha, nhớ cho kỹ nha. Buông ở đây có nghĩa là anh không có đam mê trong đó. Mặc dù anh vẫn mỗi ngày nhập định, nhưng mà anh không có đam mê trong đó như cái người không biết đạo. Chứ không phải buông ở đây là anh làm cho nó mất đi thì sai nha. Cái này biết rung rung rung, nghe kỹ chỗ này không ta? Alo. Rồi xong rồi. Đó. Buông cái này có nghĩa là không có đam mê, chứ không nghĩa là làm cho nó mất đi. Như vậy thì anh phải buông dục thì anh mới chứng định, mà anh phải buông định đó, thì anh mới có thể tu tuệ đó. Bởi vì cái người mà tu tập tự quán họ làm một cái chuyện mà là tất cả chúng sanh phàm phu đều đều thấy quải hết, đều thấy chán hết. Cái chuyện mà người hành thành giả tu quán mà họ làm ai cũng sợ hết, đó là thường trực quan sát cái tánh sanh diệt của mọi thứ đang diễn ra, cho dù nó là danh là sắc, là thiện ác buồn vui nha, dầu đó là danh hay là sắc, là thiện ác buồn vui, thì đối với hành giả tất cả đều là cái gì đó đang sanh diệt liên tục. Thì hỏi các vị sống mà bằng cái đầu như vậy làm sao mà người mà nó vui theo kiểu thế gian được nha, mà sao vui được. Nhưng mỗi thế gian có gì đâu vui. Tôi nhớ có một thiền sinh hỏi một vị thiền sư cái câu hỏi mà tôi vừa nói đó. Ở thưa thầy, nếu mà đúng theo lời của thầy nói đó, mà con phải sống chánh niệm trí tuệ miên mật như vậy thì thế giới này còn cái gì nữa đâu mà vui thầy. Thì thiền sư nói, ồ bộ ông thấy nó vui hả? Tôi có nghe cái câu này, tôi rất là thích cái câu đó. Thưa thầy, sống như vậy còn cái gì đâu đâu, đâu mà vui. Thì ngài thiền sư hỏi, ủa bộ ông thấy nó vui hả? Có nghĩa là khi mình đã tu tới nơi rồi, mình không còn cần tìm cái gì ngọt ngào trong đó nữa, mà chỉ cần nhìn thấy là sự thật thôi. Sẽ có một ngày mà anh thấy là sự thật. Ngay cái chỗ chúng tôi đang ở Lakewood, rất là gần phi trường Long Beach, rất là gần với Orange Hill. Thì đặc biệt là cách Orange Hill á, là cách là Orange Hill khoảng chừng vài phút xe hơi, nó có một cái trường gọi là trường College Chapman, rất là nổi tiếng. Ở trong đó đó nó có một cái bức tượng bằng đồng bán thân của bà Marie Curie. Thì bên dưới cái bức tượng là cái bục bằng 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 đồng, là bằng 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 đá gì tôi quên rồi, nhưng mà ghi cái câu này: không có gì, thế giới không phải là cái gì để cho ta đam mê hay sợ hãi, mà nó là cái mà chúng ta phải nhìn thật rõ. Cái câu nó quá là Phật giáo đấy. Thế giới này không có cái gì mà để ta đam mê hay sợ hãi, mà nó chỉ là cái cần được chúng ta nhìn cho rõ. Quá sức là thông minh, vô cùng thông minh nha. Thì ở đây cũng vậy, anh phải bỏ được các dục á thì anh mới có thể chứng định, mà anh phải buông được cái định á thì anh mới có thể tu tuệ, mà nhờ tu tuệ thì anh mới có thể đắc thánh. Chuyện nó rất là đơn giản, nhớ nha, chuyện này rất là đơn giản. Cho nên cái trong cái bài kinh này thì ngài nói có một chuyện thôi, ngài nói là các dục là đáng ngại. Ngài không nhắc đến chuyện khác hết. Thì mình thấy làm như ngài nói hơi thiếu thiếu, không phải, không có cạnh, không cần nói hơn nữa. Nói nhiều là đã quá nhiều rồi. Một cái người mà chán dục mà tương đối đó, chán mà chán chưa có tới nơi chốn, tới chốn chán chưa có triệt để đó. Nha, chán chưa có triệt để thì coi như là chỉ chứng được thiền định, chỉ được về cái cõi phàm thiền. Mà chán dục triệt để đó là phải lìa bỏ cái niềm đam mê trong cả định nữa. Là vì sao? Vì định á, tuy có được từ cái chuyện chán dục, nhưng mà cái chán dục mà của định á, nó không phải là triệt để, cho nên nó vẫn còn dây dưa một cách rất là kín đáo. Bởi vì tụi nó cách nhau có cái hàng rào, có nhà cách nhau có cái hàng rào thôi à. Thì cái chuyện mà mai này quay lại nó là chuyện trong lòng bàn tay. Nhớ nha, nhớ cái này rất quan trọng. Tuy nói rằng bỏ dục mới chứng định, nhưng mà thật ra đó, cái ranh giới giữa định với dục nó chỉ có cái hàng rào thôi. Nhà của thằng Tý với nhà thằng Tèo cách nhau có một cái rào dậu thưa, có một cái dậu mồng tơi thôi. Có nghĩa là mai này đó, chỉ cần mà sống hết tuổi thọ trên cõi phàm thiên quay trở lại đó, thì chúng ta vẫn là đơn vị cũ, đơn vị gốc, nhớ nha. Cho nên là bỏ dục có hai, bỏ tương đối có nghĩa là trong dòng luân hồi mình nó có vô số kiếp, tất cả chúng ta trong cái room này đã chán dục rất là nhiều lần, chán cái kiểu tương đối đó,
Và rất nhiều lần coi như là chúng ta cũng đắc thiền định thần thông, rất nhiều lần chúng ta là phạm thiên, là đạo sĩ trong rừng sâu núi thẳm, đi mây về gió, phải không? Dời non lấp biển bằng thần thông, rất nhiều kiếp chúng ta đã làm được chuyện đó. Nhưng mà sao rồi cứ lăn lóc trồi lên lặn xuống, trồi lên lặn xuống, cuối cùng thì chúng ta ngồi y ở đây, ngồi y ở đây và tiếp tục sống chìm sâu ở trong các dục đó. Cho nên ngày dạy dục đó là cái cần phải lìa bỏ, bởi vì nó là cái nền. Lìa bỏ dục đó là xây dựng một cái nền tảng để chúng ta đi xa và đi lên cao hơn. Nhớ nha, cái này rất là quan trọng. Chứ là bài kinh này chỉ nói đến dục thôi, vậy thì ngài chỉ nói một chuyện là dục là phải lìa bỏ, mà lìa bỏ được có hai cách: một là tương đối, hai là tuyệt đối. Tương đối thì chúng ta tu định, thấy không? Tu định bây giờ bỏ năm triền cái, trong đó có dục mà, phải bỏ năm triền để chứng được sơ thiền nhị tam tứ. Nhưng mà chưa hết đâu, cái đó mới tương đối, phải bỏ triệt để. Bỏ tuyệt đối là phải bỏ bằng cách là tu tập sama, tu tập vipassana, để làm chi? Để gọi là nếu đủ duyên lành ba la mật là mình chứng tối thiểu là tu đầu quần. Tu đầu quần á, tuy nói là chỉ diệt trừ thân kiến và nghi, nhưng mà chính vì cái sự vắng mặt của thân kiến cho nên vị này không có khả năng tái sanh quá bảy kiếp. Và cái niềm đam mê thích thú của vị này trong năm dục nó chỉ trong kinh Đức Phật dạy chỉ là một miếng nhỏ còn dính ở trên cái vạt áo thôi. Còn phàm phu mình là nguyên một con chìm ngập qua khỏi búi tóc, nguyên con mà chìm chìm qua khỏi búi tóc. Còn vị tôi đồ quần cái dục của vị đó chỉ là một miếng dính áo. Trong rừng thì thắc mắc kinh nào hả sư, kinh nào nói. Dạ thưa, cũng là trong tương ưng mình học rồi. Ngày dạy lần này các tỳ kheo cái vấn đề mà vị tu đầu quần đã giải quyết đó, nó nhiều như cái dãy núi Himalaya mấy ngàn do từng này, mấy ngàn cây số, phải không? Còn cái vấn đề mà tồn động lại mà chưa giải quyết xong đó, chỉ là 7 viên sỏi thôi. Cái này không biết Trung Trung có biết về kênh này không? Alo, Trung Trung có biết kênh này không? Có nghe và có đọc cái kênh này chưa? Nó vấn đề là cho nó bài kinh này, bài kinh tôi nói tới nó luôn hoài luôn. Nói những cái vấn đề này nọ mà vị tu đồ quần bỏ lại đó, đã giải quyết xong đó, bỏ lại sau lưng đó để mà đi đó, nó nhiều như là một dãy núi. Mà những cái chuyện mà vị đó phải lo đó, phải bận tâm đó, nó ít như là 7 hòn sỏi, 7 cái viên, chứ phải 7 hòn lộn, 7 viên sỏi vậy đó. Cho nên trong đó nó gồm cả vấn đề phiền não, rồi tu hành, rồi tái sanh, rồi nghiệp báo, rồi tùm lum đó. Tất cả những cái chuyện mà vị tu đồ quần phải bận tâm đó, nó chỉ nhỏ xíu như là 7 cái viên sỏi thôi. Và cái chuyện mà vị đó làm xong, đã giải quyết xong, đã bỏ lại sau lưng, nó nhiều như một cái dãy núi, chứ không phải là ngọn núi nha, nó là dãy núi nha, nó lớn, nó nhiều như vậy. Mà đọc cái đó mình mới thấy thấy buồn và thấy sợ cho mình nha, thấy buồn và thấy sợ, là bởi vì là có nghĩa là mình còn có tới một dãy núi vấn đề để mình phải đối mặt và giải quyết. Mà trong cái tâm tu của mình được bao nhiêu, công đức của mình bao nhiêu, cái tâm xấu quá nhiều và nghiệp xấu quá nhiều, đã vậy mình còn phải giải quyết nguyên một cái núi vấn đề nha. Tâm xấu quá nhiều, nghiệp xấu quá nhiều mà còn phải giải quyết một núi vấn đề. Trong khi một vị tu đồ quần tâm tốt cực kỳ, công đức thì vô lượng. Trong rung có lẽ thắc mắc tại sao tu đồ quần là công đức vô lượng. Trong kinh dạy rất rõ, 1 phút mà niệm Phật của vị tu đầu quần, 1 phút thôi, 1 phút thôi nha, có nghĩa là trong 1 phút thôi, một khoảnh khắc ngắn thôi, mà vị tu đầu quần niệm Phật á, đủ để vị đó làm chuyển lưng vương và làm đế thích trong nhiều lần. Các vị nghĩ đi, cái cách niệm Phật của người ta kinh khủng như vậy, người ta hiểu Đức Phật như thế nào đó, và để rồi chỉ 5 phút niệm Phật thôi nha. Các vị là thắc mắc nữa, kinh nào đó thì tôi muốn tập trong mình có thấy quen, nói cái gì là phải kinh điển nha. Chứ còn mà ớn nhất là, cho nên bà con biết không, Phật dạy thế này, bà con biết không, trong kinh nói thế này, mà cái đó rất là mơ hồ sợ lắm. Mà mạnh ai cũng Phật nói, mạnh ai cũng kinh nói, cuối cùng là cái đạo mình banh chành luôn, má nhìn không ra luôn nha. Có còn nhớ kinh này không? Tức là có cái lần đó, ngày 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 A Nan đó, khi mà ngày nghe Đức Phật thuyết pháp, cái ngày mới nói bạch Thế Tôn, thật là may mắn là cho con, thật là phúc phận cho con, khi mà con có một bậc đạo sư như là Thế Tôn. Thì lúc đó ngài U Đa Di còn nhớ chưa, tôi nhắc tới đó nhớ chưa? Thì lúc đó ngài U Đa Di ngài đứng kế bên đó, ngài mới nói rằng gì, A Nan đâu có cần khen như vậy,
Cái này tôi khen nghe, giả khen hoài à. Thì Đức Phật ngài mới nói, Niệu Đề Di đừng có nói như vậy. A Nan đang sống với cái niềm hạnh phúc, niềm vui trong cái chánh tín đó. Đó là cái rất là đáng quý. U Đa Di có biết rằng nếu kiếp này mà A Nan không có chứng La Hán Niết Bàn thì chỉ cái giây phút hoan hỷ trong cái lúc mình phát biểu cái câu đó đó, có nghĩa là chưa đến 5 phút. Hồi nãy tôi nói 5 phút là hình như hơi nhiều đó, chứ còn cái này là chỉ trong cái lúc mà phát biểu rồi, A Nan đã phát biểu bằng một cái niềm tin mà sâu rộng đó. Chỉ với cái niềm tin trong cái câu nói đó thôi đủ để A Nan là 36 lần làm đệ thích, 36 lần làm chuyển lương vương và vô số lần làm phương chủ quốc độ, tức là làm tiểu vương coi mấy cái nước lon con như là về Lào, Miên, Chăm Pa đó. Khiếp chưa? Là mình thấy khiếp chưa? Chỉ cần niệm Phật và niệm cho đúng, mà trong lúc này các vị biết làm sao niệm cho đúng. Tôi đồ quần thì họ đúng là khỏi nói rồi, nhưng mà nói mình học giáo lý, phải học giáo lý để khi mình niệm Phật đó mình niệm đã lắm, để mình biết quá nhiều chuyện về ngài, mình niệm đã lắm. À, cho nên với cái người mà học giáo lý rồi đó là họ chỉ riêng cái khoản niệm Phật thôi, hoặc là cái việc mà họ bố thí cúng dường của cái người mà có học giáo lý đó, họ cúng dường cái tâm họ nó lạ lắm, thì họ biết quá nhiều chuyện, họ cúng dường, họ niệm Phật, họ lạy Phật, phải không? Lạy Phật, niệm Phật, cúng dường, phục vụ, họ quét cái lá, họ rửa cái chén, cái phước nó nhiều hơn cái người dốt giáo lý, là bởi vì chúng ta biết rồi, cái tâm thiện hợp trí nó cho quả cao hơn cái tâm ly trí. Mà trong cái đám hợp trí, cái trí của ai mà sâu mà rộng thì đương nhiên nó tốt hơn cái trí mà cạn mà hẹp. Biết đúng đúng hiểu được không ta? Nó khổ là nói không có hiểu, nó đơ đơ vậy đó, là sao khổ không? Hiểu chưa? Có nghĩa là phải học giáo lý thì mình niệm Phật mới tới nơi tới chốn. Rồi người ta hỏi tại sao, ở tại trong Atidam nói rõ mà. Khi mà mình niệm mà mình hiểu đó là đại thiện hợp trí. Mà cái trí của cái người biết giáo lý nó khác cái trí của người không biết giáo lý. Cái chuyện mà mình chỉ cần mình đặt bát cho ông sư mà bằng cái nhận thức của người biết đạo nó đã lắm. Mình lạy Phật, mình lạy Phật mà lại bằng cái nhận thức, bằng cái hiểu biết thì công đức đương nhiên là vô lượng. Còn cái lạy cái kiểu mà bắt chước người ta mà lạy lạy Phật mà giống như lạy thần, lạy tiên, lạy để cầu phúc đó, thì cái công đức là sao mà lớn được nha. Tôi nói riết biết bao nhiêu lần mình lạy Phật, có nhiều cái câu niệm lắm. Câu thứ nhất, ai Phật cũng thương, cái gì Phật cũng biết, đức lành nào Phật cũng có. Không, Phật đã làm những chuyện khó làm, cho những cái khó cho, nhịn những cái khó nhịn, và chứng đắc cái rất là khó chứng đắc. Niệm Phật là phải niệm như vậy nha, nhiều lắm, nhiều lắm. Thế Tôn không có thể cho con những gì con thích, nhưng mà Thế Tôn có thể dạy cho con không thích cái gì. Thế Tôn là coi như là không có thể làm cho con đời đời không chết, nhưng mà Thế Tôn có thể dạy cho con không biết sợ chết, coi thường cái chết, thanh thản khi chết. Cái thứ ba là Thế Tôn không thể nắm tay dắt từng người chúng con đi chơi tất cả vũ trụ, nhưng mà Thế Tôn có thể dạy cho chúng con thấy đi đâu cũng vậy thôi. Lạy Phật mà lại như vậy đó à, lạy Phật mà lại như vậy thì công đức nó mới vô lượng. Còn cái kiểu mà đọc như con két à, cái gì Thế Tôn là bậc A La Hán chánh đẳng giác vô thượng điều ngự, đọc như nó mà có hiểu cái gì hay không. Nếu mà hiểu thì ok, tôi nói lại nha, tôi không có chê cái cách niệm đó nha, tôi không có chê nha, đừng có đi đồn tầm bậy. Việt Nam có cái màn nghe một nửa hiểu gốc tư mà kể lại là gặp đôi đó, tôi không có chê, nhưng mà tôi chỉ ví dụ, nghĩa là mình lạy mình phải hiểu, mình niệm mà mình phải hiểu, chứ còn cắm đầu mà đọc như con két vậy đó là không có xong nha, cắm đầu đọc như két là không có xong, cứ bắt chước. Mà đã gì còn có đại nhiều đại ca còn tệ nữa, khoái đọc Bali mà đôi khi không hiểu tiếng Bali mà khoái đọc Bali cho nó sang đó, đọc cho chư thiên nghe mà trời đất ơi, sao mà khờ quá. Chư thiên họ đâu có cần mình đọc tiếng gì, bây giờ họ hiểu mà, họ hiểu mình muốn 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 nghĩ mình đang nghĩ tới cái gì, họ hiểu mà, họ đâu có cần tới cái rào cản ngôn ngữ đó đâu nha. Đọc tiếng Bali cho nó sang, mà đồng chí đó là đọc tiếng Việt là đã không hiểu rồi, nói chi là đọc cái tiếng Bali à, mà cứ mà chưa kể là đọc tạch nữa chứ. À, chứ là đọc tạch tôi biết rất là nhiều người Phật tử đó là bắt chước người ta nhái theo người ta, chứ còn không biết cái chữ nó viết làm sao, cứ là Nam Mô Tà Xa đó, là còn đọc là họ đọc là Nam Mô Tà Xa ba 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 tô, họ quất cho 343 bốn cái số bài đó. Rồi có người thì Y Đăng Vô Nha, họ đọc là cây đàn vô giá, cây đàn hôn thú hôn cùng nhau ta vô, cứ là bắt chước đọc mà chớ hề cầm cuốn kinh lên để coi cái chữ rồi nó viết ra làm sao đó. Rồi đầu là công đức, công đức cái gì không bị tội là đã hên lắm rồi nha. Đấy, cho nên nó là đọc kinh phải hiểu thì công đức mới vô lượng, niệm Phật phải hiểu công đức mới vô lượng nha.
Khổ quá, khổ thì kiểu vậy là bây giờ mình học qua cái kinh khác, học về dục đó, mình đang học về dục đó. Rồi cái kinh tiếp theo này nó là nhức đầu lắm nha, kinh kinh Tuyết Sơn này nè, nhức đầu lắm, cho nên tôi chỉ nói vắn tắt thôi. Không 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 bây giờ phải tới lúc mình làm ăn chứ. Bây giờ cái kinh Tuyết Sơn này đó là bà con phải đọc ở trong cái quyển A Tỳ Đàm tập 1 của chúng tôi nha. A Tỳ Đàm tập 1 trong đó nói rất rõ, đó là một cái người mà ly dục á, thì ly dục nha mà phải tu đúng, thì còn mà tu sai không được, ly dục mà lại tu đúng thì mới chứng thiền được. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, không phải ai chứng thiền cũng gọi là có cái khả năng giống nhau nha. Nói vậy có nghĩa là sao? Có nghĩa là có người do một chút may mà do một chút công đức nào đó trong quá khứ, bây giờ họ đắc được thiền, nhưng mà cái thiền của họ là chợt đến chợt đi, có nghĩa là khi nào họ thu xếp được, lâu lâu họ thu xếp được những cái bận rộn đó, họ xếp chân vô ngồi trong một điều kiện khí hậu tốt, điều kiện thực phẩm, tình trạng sức khỏe, rồi môi trường sống họ thu xếp được hết rồi, họ bắt chân vô cái thiền nó quay trở lại, rất là may mắn. Thiền mà may mắn là thua, không có được. Trong khi có những người khi họ đã đắc được thiền rồi, họ muốn quay trở lại bất cứ lúc nào họ họ đều có thể làm được. Họ cần nghĩ tới cái gì, nhớ tới cái gì, cần quên cái gì, cần nhớ cái gì để cho cái thiền nó đắc, để chứng thể chứng thiền được. Mặc dù trước sau thì muốn chứng thiền là phải xài tới đề mục đúng, nhưng bên cạnh đó xin lỗi, nhưng bên cạnh đó đó hành giả phải biết lúc này nè mình ta nhớ nghĩ tới cái gì, nên nhớ tới cái gì trước khi bắt chân vô ngồi thiền. Nhờ vậy mình mới có thể gọi là xuất định và nhập định rồi trụ định một cách như ý nha. Còn có những người là cái chuyện đắc thiền đó họ là cái may mắn, không biết Trung Trung có hiểu này không. Nó có hai kiểu đọc sách. Kiểu thứ nhất á là mình đọc, mình thấy cái chỗ nào cần ghi dấu á, thì mình lấy cái bút mạc á, mình chen vô, hoặc là có nhiều người họ xếp một góc góc xếp một cái góc trang á, để mà họ có thể mai này họ mở ra họ tìm đúng. Còn có người á, thì họ không có làm chuyện đó, cho nên họ đọc cái trang mà họ thích quá đó, họ không có làm dấu, cho nên mai này muốn tìm họ phải lật lật là cái kiểu cầu mai á. Anh biết Trung Trung có hiểu này không ta? Alo, là cái kiểu cầu mai á. Thì ở đây cũng vậy, cái người mà có gọi là thiện xảo, gọi là rành rọt lão luyện trong cái chuyện nhập thiền á, thì bất cứ lúc nào họ muốn nhập vào sơ vị tam tứ đều như ý hết, giống như họ đã có cái làm dấu rồi, đã có bút mạc rồi. Còn cái có những người á, là họ đắc thiền do cái may mắn, cho nên họ mỗi khi mà họ có muốn được sống với cái thiền mà mình đã đắc á, thì đó lại cũng là may rủi, họ cần đến vô số điều kiện, họ cần đến vô số hỗ trợ, vô số cái tiện nghi dễ dàng mới có thể quay trở lại thiền của họ. Cho nên ở trong đây mới Đức Phật mới dạy một điều, đó là ly dục thì mới đắc định, nhưng mà đắc định xong thì mỗi vị có một cái khả năng khác nhau, có những vị không có cái khả năng là hướng tâm một cách tự tại, trụ thiền tự tại, xuất thiền tự tại. Hướng tâm là sao? Có nghĩa là vị đó đang ăn cơm mà vị đó chỉ cần muốn là hóa hiện là cái gì đó, thì ví dụ như bây giờ cần cái đèn, cái thần thông nó cần đến đề mục đất, mà vị đó đang ăn cơm nhưng mà trong lúc khẩn cấp mà vị đó có thể nghĩ đến đề mục đất, chứ không có cần mà phải liêm diêm cả cả buổi mới mới đắc cả đằng này, chỉ vì chỉ nghĩ đến đề mục đất là lập tức tức vị đó có thể hiện ra cái đề mục, hiện ra một cái gì đó mình muốn. Ví dụ như đang ngồi trên thuyền chung với anh em, tự nhiên á, là có khi mình cái thuyền nó bị bể nước tràn vào, thì vị đó chỉ cần niệm tới đề mục đất mà miệng đang nhai cơm đó nha, miệng đang nhai cơm mà vị đó chỉ nghĩ tới đề mục đất, vị đó chỉ suy nghĩ thôi, thuyền nằm trên cạn đi, chỉ nghĩ chỉ chú nguyện thuyền nằm trên cạn đi, là lập tức cái thuyền đó là ngon lành nằm, tức là trong mắt mọi người thì chiếc thuyền nó rõ ràng là đang chồng chành trên nước, nhưng đối với những người trên thuyền thuyền đó thì chiếc thuyền lúc đó đang đúng đúng là đang ngồi ở trên, đang được kéo lên trên cạn. Nói đúng là hiểu không ta? Có cái đêm đó, có cái đêm đó,
Có cái đêm đó Đức Phật và Chư Tăng đang ở bên một cái bờ sông, thì nửa đêm Chư Tăng đang đang nằm ngủ với vị phàm phu đang nằm ngủ, thì nước sông nó dâng lên với một cái tốc độ rất nhanh, cuốn phăng 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 mọi thứ. Thì lúc đó mấy vị A-la-hán thì không có sao động, nhưng mà riêng mấy vị phàm phu các vị la lên, cái vị nó chết là nước lũ nước lũ, các vị quên mất cái vị đang ở bên cạnh Đức Phật, quên mất từ lúc đó gấp quá đang ngủ mà bị la lên nước lũ, chỉ là anh em mình chết rồi, cuốn phăng phăng hết. Thì lúc đó Đức Phật ngày trong kinh đó, đối với Đức Phật thì diễn nó bình thường, đâu có gì hết á, ngài chỉ muốn là được, nhưng mà ngài lại nghĩ đến chuyện khác, ngài nghĩ rằng hãy để cho Chư Tăng thấy rằng cái chuyện mà giải quyết cái rắc rối này là có nhiều người có thể làm được. Thì ngài mới gọi một vị tỷ kheo tên là Gautama Bát Tí. Gautama Bát Tí là ai ta? Gautama Bát Tí là một trong nhóm những vị mà Kiều Trần Như á, cái nhóm mà Kiều Trần Như rồi Giá Xá, những vị tỳ kheo đầu tiên trong cái nhóm mà 1.250 vị tỳ kheo đầu tiên mà đến đến với Đức Phật á, lúc ngài mới thành đạo đó. Nhà vị này nằm ở trong cái nhóm cũng Giá Xá hay, đúng rồi, đúng rồi, nằm trong nhóm Giá Xá, các vị nhớ không ta? Các vị thì là lúc đó ngài Gautama Bát Tí đang ngồi trong cái đám đông đó, ngài nói là Gautama Bát Tí hãy giúp đỡ các tỳ kheo đi, thì ngài mới là nhập vô cái gọi là ngài nhập đề mục gió, ngài nhập đề mục gió, rồi ngài nhập đề mục đất, ngài chú nguyện thế này: dòng chảy hãy đứng lại, làm thành bức làm nên bức tường thành. Ngài chú nguyện như vậy: dòng chảy hãy đứng lại, làm nên bức tường thành. Thì các vị thấy khiếp lắm, tức là tất cả nước mà đổ về cái chỗ Chư Tăng và Đức Phật đang 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 ngồi đó, thì cái chỗ khác thì nó chảy bình thường, nhưng mà cái chỗ mà Đức Phật và Chư Tăng đang ngồi đó thì nước nó dựng lên dựng lên dựng lên dựng lên. Đúng là ngài có nhiều cách để ngài giải quyết, một là nước đừng có quẹo vào đây cũng là một cách, nhưng mà như vậy thì các vị tỳ kheo không thấy được cái thần thông. Vị thánh không có ý khoe, nhưng có trường hợp phải cho người ta thấy, nhớ nha, vị thánh không có thích thú được cái chuyện khoe, nhưng mà có trường hợp phải cho người ta thấy. Thì thay vì ngài có nhiều cách chứng nguyện lắm, một là nước hãy đi chỗ khác đi, nhưng mà không, ngài cố ý ngài chủ viện nước hãy dừng lại đây và trở thành bức mình và làm nên bức tường thành. Thì các vị theo nhìn thấy một hình ảnh rất là kỳ vĩ độc đáo, còn hơn cả cái chuyện mà cái đoàn người mà qua sông ở trong kinh thánh nữa. Thì là nước chảy nó dựng lên những cái thảy chảy luôn, đằng này nó không chảy luôn mà nó dựng lên, nó dựng thành nguyên bức tường. Cứ như cái bữa đó Đức Phật và Chư Tăng đang ở trong một cái bức, trong Đức Phật và Chư Tăng của đêm đó là ở trong bốn bức tường mà bằng nước, các vị có tưởng tượng được đó không, đặc biệt như vậy nha. Rồi, nhưng mà đó là thần thông. Thì các vị tưởng tượng đêm hôm mà cần là có liền, hoặc là tôi kể hoài câu chuyện một cái vị thánh A La Hán buổi sáng đang đứng súc miệng á, đứng răng á, thì vị đó nghe một cái rắc, vị đó nhìn lên là thấy hai vị sư nhỏ leo cây á, hai vị ở hai nhánh cây mà bị gãy, cái nhánh lớn nó gãy đó, thì hai cái nhánh nhỏ này nó đương nhiên nó phải rớt xuống, mà với cái chiều kèm với cái độ cao đó là hai vị nhỏ chỉ có chết thôi. Thì vị đó đang đánh răng cái này, vị đó nhập thiền, nhập vào đề mục đất, nhập vào đề mục gió, đưa tay lên để mà chụp hai vị sẽ gì ở đêm rất an toàn. Có nghĩa là người ta phải lão luyện như vậy. Nói cái này bà con rất là dễ hiểu lầm, bà con nghĩ rằng là ô mình tu mình giải thoát cho đâu cần luyện thần thông. Sai. Nếu mà anh thường xuyên anh sống với định với tuệ đó ha, anh thường xuyên sống với định với tuệ thì đương nhiên là anh có những cái khả năng này. Cũng giống như mình nói là tôi coi đồng tiền là phù du nên tôi không thèm đi kiếm tiền, các vị nghĩ sao? Trong khi á, cái người đi kiếm tiền á, chưa chắc là xấu, vấn đề họ lấy tiền để làm cái gì, cái đó mới là chuyện, đó mới là vấn đề. Còn đằng này á, mình lại ngu, mình cứ tưởng là tiền á, là phù du, tiền là tội lỗi, tiền là thứ không cần thiết cho đời sống tâm linh, cho nên mình không có quan tâm đến mình tiền. Để rồi tới bữa đó, tới giờ ăn á, thì không có gì để ăn, chỉ có mì gói thôi. Ngủ thì cứ là trải miếng chiếu sơ sài trên trên đất rồi nằm ngủ. Thì lý do là mình hiểu lầm, mình tưởng là tiền là cái tội lỗi, thì không phải. Nó tội lỗi hay không là do mình kiếm bằng cách gì, và khi kiếm được rồi mình xài như thế nào. Mỹ có một câu rất là hay: kiếm tiền là năng lực mà xài tiền là văn hóa. Bị Trung Trung có nghe câu này không? Kiếm tiền là nó mới là năng lực, nhưng mà cái cách xài tiền nó chính là văn hóa.
Cho nên mình cắm đầu cắm cổ mình chê, mình nói ôi thiền mình tu đâu có cần thần thông. Nhưng mà nó có một chuyện rất là độc đáo, cái người nào thường xuyên sống chánh niệm, sống thiền định thì nếu mà họ đã có chứng thiền rồi đó mà họ lại thường xuyên sống trong đó thì thần thông của họ nó rất là nhạy, nó rất là bén, cái khả năng hướng tâm của họ rất tốt. Họ muốn muốn nó đề mục nào họ vô đề mục đó, và họ muốn nhập thiền bao lâu, họ muốn bao lâu xuất thiền đều được hết. Đây là bài kinh nói về cái chuyện đó nha. Rồi bây giờ tôi phải nghỉ thôi, bởi vì tôi mệt lắm. Quý vị biết mấy ngày nay ngủ sái giờ đó nó rất là mệt, ngủ sái giờ rồi đêm qua thức khuya nữa. Nãy giờ tôi nói vậy mà con mắt mà đỏ ao, cái mắt đỏ giống như là bị nhậm vậy đó. Ok, ngày mai gặp lại bà con, chúc bà con một ngày vui, một đêm an lành. Bye bye. Idam me yatinam bhutu sukhitam huntu nyatayo. Idam me punyam nibbanassa paccayo hotu. Mamam punyam pagam sabba sattanam dhimma. Sa